Xin chào cả nhà, hôm nay Ú đang ở thác Bản Dốc đây. Và bây giờ Ú sẽ quay cho mọi người thấy khu vực ranh giới, biên giới giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Có một thác rất là đẹp nha, thác Bản Dốc, thuộc địa phận của xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bên mình đây có cái huyện tên là huyện Trùng Khánh, giống như là huyện của Trung Quốc, tỉnh của Trung Quốc. Nên là mọi người nghe cứ sợ nhầm tưởng á. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Khu vực này là khu vực con sông Quy Sơn nha, là con sông ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cái đường đi vào, hôm nay đi đường vô thác Bản Dốc, đường đi rất là đẹp nha mọi người. Bên kia là Trung Quốc nè, họ làm hai ba phía luôn, không biết, nói chung là có nhiều cái cầu thang nè, máng trượt xuống nè. Đó. Những cái nhà hát vân vân. Bên kia là tiếng Trung Quốc khác đấy mọi người. Đây, xin chào cả nhà, đây là thác Bản Dốc đây. Hai thác ha. Bên kia là Trung Quốc. Đây là những chiếc bè mình sẽ chuẩn bị đi xuống đây để mình tham quan. Thác rất là lớn, mình đứng hơi từ xa đó để mình zoom gần gần cho mọi người thấy ha. Hai thác nước nhỏ này là bên đây là của Việt Nam của chúng ta. Và thác nước lớn này là thác nước chung của hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc nha mọi người. Nếu mà đi thì cả nhà mình nên lưu ý là mình lựa chọn đi thời gian nó phù hợp, khoảng tầm sau 10 giờ thì nước ở bên Trung Quốc á, họ sẽ xả đập, thì bên đây mình nước nó sẽ nhiều và thác Bản Dốc sẽ đẹp nha. Rất là đẹp. Chụp gần gì mới thấy được không? Không, xin lỗi, em đang chờ. Đây là tàu Trung Quốc nha mọi người, được sơn và khác màu với tàu của Việt Nam mình. Việt Nam mình màu xanh thì họ sử dụng màu vàng. Bên Trung Quốc hôm nay là vắng người, ít người đi tham quan lắm. Bên mình thì cũng có một vài đoàn đi. Hôm nay là tại vì cũng là thứ hai á. Đây là đoàn của khách của mình đây. Các cô chú yêu thích màu đỏ nên mặc màu đỏ sặc sỡ để chụp hình cho đẹp nè. Màu hồng nè. Thác Bản Dốc là sau 10 giờ là rất là nhiều nước nha cả nhà. Nên nếu mà muốn đi chụp hình và cũng như là phải đến thác Bản Dốc mình tham quan á, thấy cái cảnh tượng hùng vĩ như thế này mình phải đi lúc 10 giờ, sau 10 giờ. Và sông Quy Sơn lúc này được xả đập nè, rất là thích luôn nha.